xin chào các em học sinh lớp 6. Trong bài học hôm nay, các em học tiếp chủ đề C, tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Bài 1 là thông tin trên web. Mục tiêu của bài học là các em trình bày được các khái niệm cơ bản về website, nêu được những thành phần chính trên một trang web. Các em cùng tìm hiểu một nhỏ khám phá website. Thì các em đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu, đã kết nối hàng triệu máy tính với nhau và có hàng tỷ người sử dụng. Và trên Internet thì các em có thể đọc báo, có thể xem thông tin trên các trang web. Và cô ví dụ đây là một trang web của báo Thiếu Niên. Các em quan sát một trang web thì có kích thước rất là khác đối với một trang sách trong một cuốn sách. Các trang web thì có thể rất là dài, và để xem được toàn bộ nội dung thông tin trên một trang web từ đầu trang đến cuối trang thì các em có thể di chuyển thanh chuột phải lên và xuống. Và để thể hiện được đầy đủ thông tin cũng như nội dung thì mỗi đơn vị và tổ chức sẽ dùng nhiều trang web. Và các trang web này lại liên kết với nhau để tạo thành một website. Cô ví dụ như ở website Thiếu Niên thì các em thấy có rất nhiều các trang web trong đó. Ví dụ về chuyển động này, về học đường này, vân vân. Vậy thì theo các em, vậy website là gì? À, website là tập hợp các trang web có liên quan đến nhau và được gắn cùng một địa chỉ. Website khác nhau sẽ được phân biệt bởi địa chỉ website khác nhau. Các em chú ý quan sát dòng chữ trong ô địa chỉ của trang web này. Đó là https://thiếuniên.vn. Thì đây là một địa chỉ website. Vậy thì em hiểu thế nào là địa chỉ website? Địa chỉ website là dòng chữ bắt đầu bằng http://, hoặc https://, và được dùng để truy cập tới website. Và cái trang web đầu tiên mở ra khi các em truy cập vào địa chỉ website thì được gọi là trang chủ. Cô ví dụ như là ở hình 1, khi cô truy cập vào địa chỉ website https://thiếuniên.vn thì hình 1 này là trang chủ. Và ở trên trang chủ sẽ có các liên kết đến với các trang web khác. Người ta gọi các trang web này là trang web thành phần. Và các em quan sát là hình 1A, hình 1B là các trang web thành phần. Các em lại quan sát tiếp cái dòng chữ trong cái ô địa chỉ của các trang này. Thì các em thấy đều có chung phần địa chỉ website cố định, đó là thiếuniên.vn. Nó chỉ khác nhau ở phần đuôi còn lại. Cô ví dụ như hình 1A phần đuôi còn lại là thêm chữ chuyển động. Ở hình 1B
Phần đuôi là thêm chữ học đường. Như vậy là các em thấy dòng chữ trong ô địa chỉ của trang web cũng gọi là địa chỉ của trang web đó. Nhưng mà trong thực tế thì người ta thường nói trang web để chỉ một website. Vậy từ trang chủ, có cách nào để các em xem được các trang web thành phần? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ, siêu văn bản và siêu liên kết. Các em quan sát, cô có một trang web như sau. Và các em chú ý cho cô ghi hình bàn tay. Thì trên một trang web mà khi con trỏ chuột đó chỉ vào một cái mục, ví dụ như mục thông tin hoặc là mục trong mục dòng chữ, mục hình ảnh nào đó mà có xuất hiện một biểu tượng đặc biệt, nó thông thường là cái hình bàn tay á, thì đó là nơi chứa một siêu liên kết, hyperlink, hay còn gọi là liên kết link. Và khi các em nháy chuột vào vị trí đó thì sẽ có một đoạn tin hay một trang web mới được mở ra. Và văn bản chứa siêu liên kết thì được gọi là siêu văn bản. Như vậy là các em vừa học xong nội dung bài 1 thông tin trên trang web của chủ đề C. Thì ở trong bài học này, các em cần học cho cô các khái niệm về website, về địa chỉ website. Và trong website thì có các trang web. Và trong trang web này có thể chứa các siêu liên kết, siêu văn bản. Còn địa chỉ website thì cái trang web đầu tiên các em mở ra thì được gọi là trang chủ. Và từ trang chủ này các em có thể liên kết đến các trang web thành phần. Thì đó là nội dung của bài 1 thông tin trên trang web. Đây là nội dung chính của bài 1. Các em ghi vào trong quyển vở để các em nhớ và hiểu bài hơn. Về phần dặn dò, một là các em hiểu nội dung bài, hai là ghi nội dung chính bài học vào vở, ba là trả lời cho cô các câu hỏi sau. Trong các câu sau, câu nào đúng? A. Thông tin trên trang web chỉ có ở dạng văn bản. B. Sử dụng siêu liên kết chỉ xem được một đoạn văn bản trong cùng một trang web. C. Khi biết địa chỉ website, sẽ truy cập được website đó để xem thông tin. D. Với một siêu văn bản, người đọc có thể không đọc tuần tự, có thể từ tài liệu này di chuyển đến các tài liệu khác nhờ các siêu liên kết. Thì ở câu 3 này, các em chỉ cần trả lời cho cô, không cần ghi vào trong quyển vở. 4. Là ngày 15 tháng 11, các em làm bài tập trắc nghiệm trên đường link cô sẽ gửi lên hệ thống lớp học.hcm.edu. Và cũng trong ngày 15, cô sẽ chữa nội dung bài kiểm tra giữa học kỳ. Bạn nào có thắc mắc thì liên hệ trực tiếp với cô.